Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tập 2 của cái video CR7 cùng đồng bọn chinh phục Euro 2020 anh em nhé. Thì video trước thì sau khi kết thúc vòng bảng với cái kết quả nó không giống ngoài đời một tí nào, thì bây giờ là mình sẽ đá tiếp vòng 18. Bây giờ mình gặp Ukraine. Renato Sanchez đâu nhỉ? Ôi, sợ chấn thương, chán chưa? Nhưng không sao, đội hình còn lại của Bồ Đào Nha thì vẫn rất là mạnh các bạn. Và trận này ok luôn, kick off luôn này. Và thì 1/8 này, xong đến tứ kết rồi bán kết rồi chung kết, thì bây giờ mình sẽ 2 trận một tập. Và video cuối cùng thì sẽ là cả bán kết cả chung kết anh em nhé. Thì anh em theo dõi nó được liền mạch. Tức kiểu nếu mà mình đá từng trận xong lại ra từng video một thì nó hơi mất thời gian. Chúng ta đã ở Hà Lan, sân của Amsterdam, sân nhà của Ajax, Johan Cruyff Arena. Khả năng là trận này đá thì dễ hơn thôi, vì vòng bảng là mình gặp cả Đức cả Pháp nên là nó căng thẳng, chứ còn gặp Ukraine thì cũng không phải là cái gì quá là khó khăn cả, thì mà là rất dễ. Nhưng mà phải nói thật là Bồ Đào Nha năm nay hàng thủ quá chất lượng, chỉ trừ hai ông hậu cánh, ông Guerrero thì thể lực yếu, còn ông Shimido thì bóp giá cả tuyển luôn anh em ơi. PP Ruben Diaz thì không đánh nổi, cắm bởi đồng đội, cắm bởi đối phương. Thế thôi. Ngoài đời chán trong game anh em ơi. Anh em bảo là Bruno Fernandes vào Euro toàn sáng toàn hình. Một điều tất nhiên cái đấy xuất phát từ chiến thuật thôi, khi mà ở MU nhá thì Bruno có Fred McTominay làm cặp double pivot, thì nói chung là về tính tiền bóng kiểu chắc chắn nó sẽ hơn hẳn hai ông tiền vệ trụ rồi, và thậm chí không tiền vệ trụ của Bồ Đào Nha còn có trận như trận đá với Đức đấy, như mơ ngủ thiếu sức sống, gần như là đứng chả có tác dụng trên sân, nên là không nên là Bruno chắc chắn là đói bóng rồi. Tăng hình là đúng rồi, bởi vì cũng một phần là do mộng cái cách chơi của Bruno như vậy, tốn bóng thì là rõ ràng, tại vì Bruno là chơi vị trí sáng tạo nên cần được cung cấp bóng, chứ còn nếu mà anh em muốn Bruno ấy thì Bruno sẽ phải kiêm cả khả năng phòng ngự, tất nhiên là rất khó có một cầu thủ nào mà toàn diện như vậy cả. He's through the middle. He's got away. Forward it goes. Jota. And it's played forward. Finds himself eased off the ball. It's a fabulous position. Jota spreads it towards the left. Portugal take the lead. Well, that's the currency he deals in, and he's come good yet again. Never the one to let you down in these situations. Zinchenko really got caught in a trap there, and he just couldn't get out. Bruno Fernandes. And the counter is on. And the weighted pass. Neves. Get the better of his opposite number. It's pretty clear that he's being singled out. Yeah, they finally had one. So, oh! Direct.